Rồi bao nhiêu lâu mới là có cảm tình thiệt? Ông, nếu mà cảm tình thiệt là lúc lên giường với nhau, lúc ông này đến lại còn khéo nữa. Được thì được, không được thì thôi, gọi là cũng vui chơi qua đường cũng được. Nhưng mà khi mà ứng dụng mình lên giường rồi ha, cởi đồ ra một cái thì là wow, 6 múi, 8 múi mà rất là giỏi, rất là... Thế okay. Nên là mê luôn. Mê luôn, mê luôn. Thì mình chỉ gọi là quách quan hệ ý, xong thôi. Nhưng mà lỡ đâu ông cởi đồ ra một cái là bị mê luôn rồi. Mà ông rất là khéo, ông theo đuổi. Một số là bao nhiêu? 7 người. 7 người. Sức đâu mà em trải ra tới 7 người dữ vậy cưng? Em quen rồi. Em quen rồi. Ở Mỹ em cũng sống vậy. Hai em có hoạt động trong showbiz không ạ? Dạ không anh. Không hả? Ủa sao nhìn em quen quá vậy ta? Nhìn bạn trai này nè rất là quen. Anh có tham gia chương trình Người Ấy Là Ai rồi. Đó, thấy chưa? Hèn gì, đúng rồi, bởi vì rất là quen. Trước tiên là xin mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, trước tiên em xin chào MC Hồng Vân và MC Quốc Thuận và các vị khán giả. Em tên là Henry Ngô, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại là đang là giám đốc điều hành cho thẩm mỹ viện. Thôi mời em. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Em tên là Thảo, năm nay em cũng 28 tuổi và hiện tại thì cũng đang làm giám đốc điều hành kiêm trưởng phòng marketing của công ty chung của hai đứa em ạ. Đều làm đẹp, hèn gì hai vợ chồng, ai cũng đẹp. Đẹp đều hết. Cảm ơn anh chị. Nhưng mà Henry Ngô, tức nghĩa là chắc là em là Việt Kiều đúng không? Dạ, em định cư ở Mỹ được 10 năm rồi. Em về đây được 2 năm rồi. Mà là bây giờ là em về đây ở luôn chưa? Dạ rồi. Gặp vợ em là em ở đây luôn. Như vậy là tụi em mới cưới nhau thôi đúng không? Dạ đúng rồi, mới cưới được khoảng hơn 1 năm thôi ạ. Lần đầu tiên các em quen nhau như thế nào? Cái hôm đó là em cũng vừa về Việt Nam được khoảng 1 tháng thôi. Có buổi tối đó thì em ở nhà mình buồn quá nên em ra pub chơi. Thì em gặp cô nàng cổ đang ngồi một mình. Đúng như cái hình mẫu mà em thích đó, cho nên em đến em tiếp cận thôi. Ồ, có nghĩa là cô vợ của em á là hoàn toàn giống như là trong cái hình mẫu mà tưởng tượng của em là bạn gái em hoặc vợ của em phải như vậy. Đúng không? Em không nghĩ là như thế đâu. Con vô ba ấy thì thấy mình kiểu đi một mình thì đến cua thôi chứ không hình mẫu gì đâu. Cái đó là em nghĩ không, em chắc chắn luôn. Có phải là những điều mà vợ em nghĩ là như vậy không? Không, tại vì em thì không thích các phụ nữ mà ăn mặc hở hang á. Cổ thì đi vũ trường mà không có hở hang. Cho nên cổ gây được sự chú ý của em. Mới đến tiếp cận thôi. Có nghĩa là cảm giác của em khi gặp vợ em là em thích liền. Đúng rồi, em thích liền. Còn em thì sao? 2 năm trước là anh còn theo phong cách kiểu K-pop đó chị. Tóc xanh, tóc đỏ, xong rồi màu mè, loè loẹt. Nói chung là không phải kiểu em thích. Mới nhìn là bảo là thôi, không ấn tượng gì rồi. Đúng không? Không phải gu của em. Gu của em là kiểu như bây giờ này, như bây giờ thì thích này. Nhưng mà hồi đấy là không thích. Ông này thì được cái rất là khéo ăn, khéo nói. Nói chuyện một lúc thì mình cũng biết là có hiểu biết, có đọc sách, có gọi là học hành. Thế nên là cũng hơi thích một chút. Tại vì em bị thích những cái người mà người ta thông minh và hiểu biết. Với cả lúc đấy mình cũng đang độc thân lâu rồi. Thoạt đầu thì em không thích. Nhưng mà sau khi nói chuyện thì bắt đầu em có cảm tình một chút xíu. Dạ, đúng không? Rồi. Tại vì ông rất là khéo miệng, ông khéo lắm. Rồi bao nhiêu lâu mới là có cảm tình thiệt? Ông, nếu mà cảm tình thiệt là lúc lên giường với nhau. Thì cái hồi mà quen ông này là em độc thân rất là lâu rồi. Và chỉ lo gọi là công việc thôi. Thì mình một mình lâu gánh thứ mọi thứ thì em thấy mệt mỏi. Thì đúng lúc ông này đến lại còn khéo nữa. Được thì được, không được thì thôi. Gọi là cũng vui chơi qua đường cũng được. Nhưng mà khi mà ứng dụng mình lên giường rồi ha, cởi đồ ra một cái thì là wow, 6 múi, 8 múi. Mà rất là giỏi, rất là... Okay. Thế nên là mê luôn. Mê luôn. Nhưng mà cái khoảng cách mà từ lúc đó cho đến lần gặp thứ nhất là nó bao nhiêu lâu? Hình như 2 ngày. 2 ngày. Trời, lâu quá. Nhưng mà trong 2 ngày đó là gặp nhau mấy lần? Thì hôm sau, hôm đấy gặp là hôm sau là hẹn nhau đi luôn. Tức là lần thứ 2 là đã bắt đầu là đi luôn rồi. Dạ, thì em cũng không nghĩ là sẽ quen đâu. Tại vì không phải mẫu người của mình. Thì mình chỉ gọi là quách mặt điện ý. Xong thôi. Nhưng mà lỡ đâu ông cởi đồ ra một cái là bị mê luôn rồi. Mà ông rất là khéo, ông theo đuổi. Nhưng mà Henry thì sao? Lúc đó là em đã thích cô này chưa? Hay là sau cái đó rồi thì mới là thích? Sau cái đó cũng chưa thích nữa. Lên giường với nhau được xong rồi ha. Thì được thêm 2-3 lần nữa là kiểu ông kiểu chán rồi ấy. Bắt đầu trở mặt lật như lật bánh chán vậy đó. Trở mặt luôn. Đúng rồi, lúc đầu kiểu ui anh rất là thích em, anh rất là thương em. Thế lọ thế chai xong rồi. Đến lúc mà 2-3 lần ông chán rồi. Anh bây giờ chưa muốn quen ai chính thức, anh bây giờ còn muốn khám phá lắm anh. Thế đấy, sau cái ngày mà tụi em lên giường với nhau ha, thì em bảo là thôi nếu mà bây giờ đã thích nhau như thế thì hai đứa dọn vào ở chung đi. Rồi mình tính tương lai sau. Thì ok, ông cũng vào ở chung. Xong được 3 lần hay 4 lần sau đó thì
tự nhiên đi đâu chơi về thâu đêm không về, sáng hôm sau về là kêu anh có chuyện muốn nói, anh không muốn quen một ai cố định đâu, bây giờ anh còn muốn được khám phá lắm, thôi mình đừng quen nữa. Em kiểu trời, bàng hoàng luôn đúng không? Đúng, bàng hoàng luôn. Mà chị hỏi này, cái thời điểm đó là em có, em quen bao nhiêu cô gái? Thời điểm đó một số là bao nhiêu? 7 người. 7 người. Sức đâu mà em trải ra tới 7 người dữ vậy cưng? Em quen rồi. Ở Mỹ là em cũng sống vậy. Đang ở chung với nhau trong nhà. Là cùng một lúc đó là em quen 7 cô gái. No, em không có làm gì. Trước khi mà quyết định dọn vô thì em còn quen 7 người. Mà quyết định dọn vô là không có nói chuyện với người khác nữa. Là đã chia tay luôn 7 người đó. Đúng. Sau đó đây là người thứ 8. Sau đó dọn vào với em được vài lần đó thì lại muốn là chắc là nhớ 7 người đấy. Là quay trở lại 7 người kia. Quay lại chỉ được một người nhưng mà cũng không xong nữa. Tới chừng mà quay lại xong rồi mới thấy là ok, mình thương cô này rồi. Có rủ cô kia ra nói chuyện với cô vậy đó, nhưng mà còn kể về cô này thôi. Xong rồi cái mạnh đường nhà nó về là nhớ cô này, cho nên mới bắt đầu mới giành lại cổ. Rồi nhưng mà cái lúc mà sau khi mà hai người đã nói chuyện với nhau rồi thì vẫn còn tiếp tục ở chung không hay là dạ, không là dọn ra luôn, và lúc đấy là coi như là chia tay luôn. Và em tưởng là thôi mình lại bị lừa rồi. Thực ra ở cái thời điểm mà Henry bỏ em ấy, em lúc đấy còn trẻ này, trước khi lấy chồng mà chắc vẫn còn đẹp, xong rồi mình cũng thành đạt, mình có cái mức thu nhập mà ở độ tuổi của mình ở thời điểm đấy ấy, không phải ai cũng làm được. Nên tự nhiên bị đá một cách gọi là vô lý ngang, không hiểu vì sao luôn á. Mình bảo ôi giời sao mình phải như thế. Thế là thôi em cũng chặn hết từ điện thoại, Facebook, Instagram, mọi thứ để liên lạc. Sau đó là book vé đi chơi, đi du lịch. Khi mà em không liên lạc được với cổ thì cái khoảng thời gian đó như thế nào? Em cũng sinh hoạt bình thường, cũng đi ăn, đi tập gym này nọ, đi chơi với bạn bè. Nhưng mà chỉ có tới đêm á là thấy có một mình ở nhà thôi. Trống vắng. Trống vắng. Thì em chạy qua bên nhà cổ nửa đêm á. Trống vắng xong đi kiếm mấy cái bạn nào. Nhưng mà tới chừng đó mình phát hiện ra là em thích cô này á, thì mấy cái cô khác em có đi chơi cũng không thấy vui á. Cho nên là em chạy qua nhà cô này tìm mà họ cổ không có ở nhà. Là vài lần qua thì thấy cái đèn của cái phòng cổ còn sáng. Nên em kiếm đồ chọi lên. Lấy gạch đồ chọi lên. Mà cổ không ra mở cửa nữa. Xong có bể kiến không? Sợ bể, bị hàng xóm ra la này nọ, đây không có dám chọi mấy cục bự, chọi mấy cục nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà cô không ra tiếp em. Cổ đi rồi. Lúc đó là lúc mà cô đi rồi nhưng mà đèn em để. Đúng rồi. Về đóng tiền điện thấy bà nội. Hình như là khoảng một tuần không kiếm được đúng không? Anh đến buổi sáng, đến công ty của em là buổi sáng thì có gặp nhân viên rồi có chuyển lời lại là anh chỉ còn một tuần ở Việt Nam thôi, thì nhắn chị Thảo liên lạc với anh hay là anh muốn gặp có chuyện hay gì đấy. Thế là tụi nó cũng biết là ông này không tốt với em nên chúng nó đợi đúng canh đúng hơn một tuần để ông này đi rồi bắt đầu mới nói với em, sợ em lung lay hay như nào đó. Lúc đấy linh cảm em như thế nào đấy, em mở lại Instagram xong em nhắn tin lại là bây giờ anh về Mỹ rồi đúng không, thì có một số đồ đạc lúc mà dọn vào ở chung ấy thì còn ở đây, bây giờ anh có muốn em trả lại không? Thì ông nói là ông vẫn còn đang ở Việt Nam. Hẹn gặp. Lúc đấy nghe xong là mừng lắm, nhưng mà mình vẫn còn phải kiểu giữ giá. Mình kêu là thôi gặp đâu, gặp cái việc vấn đề gì em gửi đồ qua thôi. Nhưng mà ông cứ nằng nặc đòi gặp bằng được. Thế là hôm đấy mình chơi chiêu, hôm đấy là mình phải mặc đồ thật là sexy lên. Ngực phải như thế này này, khoét chỗ này khoét chỗ kia. Đấy, xong rồi mang đồ ra. Cái hôm đấy là không hẹn anh nào cả, nhưng mà phải diễn cho sâu là bây giờ đấy đồ của anh đây, anh có gì nói nhanh đi, em đang hẹn người khác. Thế xong ông này nhìn thấy mình kiểu sexy như thế, xong chuẩn bị đi gặp người khác nữa, là thôi trời ơi anh xin em hãy cho anh cơ hội, anh không bao giờ làm em phải khóc, không bao giờ làm em phải buồn nữa. Rồi đưa passport đây, cuộc đời của anh đây, em giữ lấy luôn đi. Anh không về Mỹ nữa. Rồi em có đi không? Thì em bảo là nói thật không, rồi em cầm nhá, em không trả đâu, và anh ở đây với em luôn. Từ lúc đó là ở, quyết định ở lại Việt Nam luôn. Coi như là tụi em có một cuộc tình nói chung là cũng đẹp nè. Vậy thì sau khi kết hôn về, nó có đẹp như là cái thời mà các em còn yêu nhau? Anh nghĩ sao? Em thì em thấy sau, trước hay sau kết hôn thì cũng vậy à? Chỉ là em xác định rồi, mình chấp nhận rồi. Nên mình không có nhiều lựa chọn lắm. Sau khi hôn nhân rồi, sau khi kết hôn rồi, sau khi có con rồi, thì cái chuyện mà hai đứa về cái vấn đề mà về vợ chồng á, thì nó còn hòa hợp, nó còn cân đối không? Nếu mà về hòa hợp thì chắc là hiện tại bây giờ đang hơi lệch một chút. Tại vì nhu cầu của anh rất là cao, mà em thì có thể là không có đáp ứng đủ được luôn ấy. Là sau khi sanh đúng không? Dạ đúng rồi, sau khi sanh là em không vấn còn đề wow nữa hả? Dạ hết rồi anh. Tại vì không phải, thường là khi mà cái người phụ nữ mà sanh con xong á em, nó sẽ có thay đổi về nội tiết tố đó. Tại vì trước đó là phải lo cho cái bầu đó, rồi sau khi có em bé phải lo cho em bé nhiều, thành ra cái nội tiết tố nữ nó bị giảm đi, thành ra cái việc đó là họ bớt, họ giảm cái ham muốn. Trong khi cái người đàn ông ở cái tuổi này là cái tuổi mà rất là sung sức. Dạ đúng rồi. Trước em là anh đã quen 7 người, và 7 người đó anh, em phải hiểu rằng anh là cái người mà cái nhu cầu của anh là như vậy rồi.
Chị muốn hỏi là trước đó thì em làm công việc gì là chính? Em làm ở ngân hàng. Em chuyên ngành tài chính. Còn em là vẫn là thẩm mỹ viện từ trước khi mà quen với bạn này luôn. Dạ đúng rồi ạ. À, lúc đấy là chưa phải là thẩm mỹ viện, nó chỉ là spa thôi. Thì khi mà Henry về giúp em điều hành, vận hành tất cả mọi thứ thì mới phát triển lên được như bây giờ. Thật ra thì lúc mà em xác định là em phải có việc làm ở đây, cái công việc đầu tư của em thì công ty ở Mỹ, họ không có chi nhánh ở đây, nên em buộc phải thôi việc ở đó. Thời gian đầu thì em vẫn còn làm kiểu freelance, nhưng mà một thời gian sau thì thấy cũng cô này thì cần mình giúp đỡ nên thôi tập trung qua giúp vợ. Sau khi mà tụi em là lúc nào cũng bên cạnh nhau nè, rồi khi về nhà rồi tất cả mọi thứ cũng là bên cạnh, mà trong khi vợ em thì bây giờ lại giảm cái điều đó, thì là em có cảm thấy là em bị thiệt thòi không? Thấy là vợ làm như vậy là thiệt thòi cho chồng không? Thật ra thì em thì có nhiều sở thích lắm, cho nên nếu mà không mất tiền một hai cái thì cũng không sao. Lấy những cái khác mình tăng lên những cái khác thì bù qua cái lượng thời gian mình thôi. Tức là tiêu hao cái năng lượng của mình bằng một việc khác. Đúng rồi. Henry thì em thì thích đi gym lắm. Coi như là mười mấy năm nay là em đi không sót ngày nào á. Nhưng mà em có mong muốn vợ em trở lại cái bản lĩnh như là lúc mà gặp em không? Rồi chút nữa cái phần mong muốn thay đổi đó là phải nói điều đó ra. Đó. Ở đâu cũng có nhau cả. Không thấy một cái điểm xấu gì ở cái người bạn đời của mình xuất hiện đúng không? Điểm xấu thì có chứ anh. Có không? Ai mà chẳng có điểm xấu. Đó, như ảnh đó, tật xấu của ảnh có nhiều không? Trước khi đến quay đây nhá, công ty là có mấy chục nhân viên, là em hỏi từng người một. Bây giờ các em phải liệt kê ra cho chị để chị lên chương trình chị kể. Nhưng mà không đứa nào dám, không biết em là không dám. Em chuẩn bị kỹ gì luôn hả? Tại vì em nghĩ không ra. Có hai cái mà em thấy ghét nhất. Thứ nhất ấy, là ngày nào cũng làm em bị đau. Trời ơi, em mới quay người chở mình thôi, hay là em bước lên giường thôi là cổ đã đau rồi. Tại vì em tập tạ cũng mười mấy năm rồi đó. Cho nên cái gì nó cũng nặng nề, cũng cứng hết. Mà cái cô này thì mỏng manh. Có nghĩa là giống như là cái động tác nó bị hậu đậu, nó đụng em, dạ, hay là va chạm là cũng đều làm em bị đau đớn. Trời ơi chị ơi, như ví dụ xoay người một cái làm phát cùi trỏ vào người hay như nào đấy mà không phải như người bình thường đâu. Mà một ngày mấy lần như thế đau lắm ấy. Mỏng manh dễ vỡ đó đúng không? Ví dụ ngủ dậy mà bước xuống giường hay như nào cũng nhỡ đâu nhắm vào mình, hoặc là nhỡ đâu va vào mình hay gì đấy. Nhiều khi cử động của ông là như con nít ấy, nhảy lên nhảy xuống rồi này kia các kiểu, nên như vậy là bị tăng động hả? Đúng rồi, bị tăng động rồi đó, tập bị tăng động và mạnh tay mạnh chân. Mà đã vậy tăng động mà ở trong một con người dái u thịt bắp như thế này nữa. Dái u thịt bắp hồi nào chứ mà người ta như vậy mà dái u thịt bắp là ganh ghét. Trời ơi, tại chưa thấy đó, chưa thấy. Tại vì nãy Thảo kể đó, vừa cởi một cái ra thôi là thì cái đó, wow. Cái đó là con đi sáu múi chứ không phải là dái u thịt bắp. Dái u thịt bắp để lúc nào chị chỉ cho cái hình mẫu dái u thịt bắp. Đâu, dái u thịt bắp đâu. Không. Cái này không phải gọi là dái u thịt bắp. Không, có không, có u không? Có u đó. Cởi ra mới thấy. Cởi ra mới thấy không lẽ? Không lẽ giờ tôi kêu cởi ra hết. Rồi bây giờ còn cái tật xấu gì nữa không? Với cả còn một cái mà em ghét nữa ấy, là ảnh mà nói hoài không nhớ. Ở nhà có cái bồn tắm vòi hoa sen với cả vòi tắm đứng ấy, là ở chung một vị trí. Thì ông này mỗi lần ông tắm là ông toàn dùng cái vòi tắm đứng. Mỗi khi mà em vào tắm sau là mình mở nước một cái là nó ướt hết người luôn. Mà chị Hồng Vân là phụ nữ thì biết, vì em là gội đầu là gội ở ngoài tiệm. Đấy thì nếu mà mình bị ướt tóc là mình phải gội đầu luôn. Mà gội đầu thì gội xong là phải sấy khô xong phải tạo kiểu, mất 2 tiếng đồng hồ. Mà công việc thì rất là bận, nhiều khi buổi sáng đi gym về, khách thì ngồi đợi ở công ty rồi mà tự nhiên ướt hết người, ướt đầu. Đảng trí. Ra không phải là vô tâm ông đâu. Xã chị cũng vậy, giờ vậy nè, mình phải tự cứu mình thôi. Em bỏ luôn cái vòi đi. Không, sao lại bỏ? Em bị gì vậy? Trời ơi. Vòi nhà chị cũng như vậy thôi. Mình phải coi cái chỉnh. Hoặc là luôn luôn trước khi mình mở mình phải né cái đó ra trước. Không có, em cố tình mà. Thôi thôi, không giống nhau. Không giống nhau nha. Thỉnh thoảng em không vui chuyện gì là em để. Mà chị nhớ em tốt ơi. Nên mà em cố tình là em để cho ướt tóc để ra chữa lột chơi. Trả thù bằng nước. Bây giờ mới biết không Thảo? Đúng rồi, bây giờ em mới biết bình thường là diễn rất là sâu. Không bao giờ to tiếng hay là chửi bới hay là gì với ai bất kể một lúc nào. Ai nhân cũng viên là một người chồng hiền lành đúng không? Đúng rồi, bây giờ em nói là ống ở nhà toàn bắt mặt em, không một ai tin, kể cả họ hàng nội ngoại hay là bạn bè của hai đứa hay là nhân viên, không ai tin luôn ấy. Thường quá. Nhưng mà là bắt nạt em. Đúng rồi. Đúng rồi, ở nhà bắt nạt em không. Bằng hình thức rất là ngầm như vậy. Bây giờ thấy em phản pháo đó. Cô này thì tật xấu thì không đến nỗi là không chấp nhận được. Với lại em sống chung với cái tật xấu của cổ riết quen rồi, nên bây giờ hỏi đến em cũng không biết có không. Không biết cái đó có phải là xấu hay không đúng không? Nói ví dụ thử cái tật nào mà em không biết cái đó là xấu hay tốt đi. Cái cô này thì lúc nào cổ tắm xong á, thì cổ cũng không có chịu tự treo khăn của mình lên. Thiết kế của cái độ máng khăn tắm nó hơi cao so với chiều cao của cô này. Thì mỗi lần cổ tắm xong á, cổ không tự máng lên được, thì cổ cứ vứt lên trên giường á. Em phải là người đi treo. Ai không treo cũng không sao, nhưng mà nó ướt cái giường của em mà em nằm cái chỗ đó, cho nên nó ảnh hưởng tới em. À, cái chuyện nó xảy ra sau khi mà em bị ướt đầu đúng không?
em nghĩ là cậu cố tình thôi. Biết là em không thích cái chuyện là cái giường nó bị ướt, nó bị ẩm. Mà cậu vẫn tiếp tục làm, đã nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn làm. Tại vì em biết đơn giản lắm, là tại vì cổ không thích ướt đầu. Mà em cứ cố tình em làm cho cổ ướt đầu. Thành ra bây giờ cổ phải ướt làm giường. Từ cái đầu qua ướt cái khăn nó chuyển qua ướt cái giường của em. Quê, coi như quê đi. Còn cái gì khác nữa không? Chắc khác thì rồi. Không, hết rồi. Chắc trời ơi, em hoàn hảo vậy sao Thảo? Hay là em cao cả quá? Trời ơi. Diễn sâu dễ sợ. Em mong muốn Thảo thay đổi điều gì? Cái chuyện mà em thật sự muốn Thảo thay đổi á, thì chắc cũng không có đâu. Trừ việc là thay đổi cảm giác với em thôi. Ngoài cái gì đó ra thì em cũng không cần cổ thay đổi gì hết. Còn em sao? Em thì như hai cái vừa nãy em nói đó. Đừng có để cái vòi như thế nữa. Ừ. Thứ hai là đừng có va vào em. Chị nói nghe nè, bây giờ em cứ nói đi. Anh cứ nhớ nha, cái ngày hôm nào cái giường của anh ướt là hôm đó anh không thay đổi cái vòi. Cái đó là coi như quề. Còn cái chuyện á mà em nhớ mong manh lắm. Xương mỏng á, cho nên là cái điều mong muốn của Thảo là đúng, nó nhẹ nhàng say đắm với vợ chút xíu. Đúng không? Không có, tại vì cô này cổ chuyên gia, cổ đi vô mấy cái góc khuất của em á. Đi vô lựa vô cái điểm chết đó, cái điểm quơ tay đó. Điểm mù á, cái điểm mù của tài xế đó, đúng không? Con người ta to đùng đoàn cái này kêu đi vào góc khuất là đi vào đâu? Lúc mà mình mặc áo này nọ không có thấy ở đằng sau thì phải ra đằng sau đứng rồi hỏi sao không đánh trúng. Cổ không chịu lựa cái chỗ thôi. Chị cũng biết nói sao, tại cái giường nhà em bây giờ em đi đổi cái giường lớn hơn đi. King bed rồi á chị. Đó, rồi xong rồi chia ra một cái gối ôm vậy đi, khi nào ổng định hình trên giường xong xuôi đi rồi bắt đầu mình hãy bắt đầu thoải mái. Khi mà ổng chuẩn bị lên giường là em có tìm cách em thủ. Trời ơi, trời ơi, dễ sợ vậy hả? Sao áp lực quá vậy? Thế bây giờ làm sao không? Vậy cái ổng vô tình ổng quạt tay qua thôi là mình cũng mệt rồi, gãy xương rồi, đúng không? Đi ngủ mà lúc nào cũng thủ vỏ như vậy. Còn một cái điều nữa là cái vụ mà cái mong muốn của em á, thì chị nói nè, con em mới còn năm đúng không? Dạ đúng rồi. Mới có một năm. Em nếu như em vẫn còn cái cảm giác mà chưa có hưng phấn á, chị nghĩ em phải gặp bác sĩ, tại vì phải bổ sung cái lượng mà testosterone của người phụ nữ ở trong người em thì em mới lấy lại cân bằng cái việc đó được. Vì thứ nhất là stress về công việc nhiều quá, thứ hai là lo cho con, chăm con, tức là cái đầu mình tập trung vào cái việc mà mình nuôi đứa con. Cái thứ ba nữa là cái lượng testosterone nó chưa đầy đủ ở trong cơ thể. Ba cái đó nó nhập lại, nó tạo một cái cảm giác mà cái ham muốn nó bớt đi. Thì thành ra bây giờ một năm chị nghĩ đủ để mà em có thể tái tạo lại cái việc đó rồi. Thì em gặp bác sĩ thì là ok hết. Rồi xin chúc cho các em coi như là mọi thứ nó đều hoàn hảo hết nha. Rồi cuộc sống luôn luôn vui tươi và tràn đầy hạnh phúc nha. Tên là Lê Thiện Vy, năm nay em 29 tuổi và em đang là thiết kế. Còn em? Dạ em là Thu Phượng, em 29 tuổi. Em là nhân viên kinh doanh. Giờ thấy hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Lần đầu tiên em gặp lại ấn tượng liền. Là hồi đó là con nhỏ xíu à, mà đen nữa, mà xấu, mà có mười mấy ký á. Mười mấy ký hả? Vậy là gặp lúc nhỏ xíu hả? Dạ gặp hồi 91. 91 91 có nghĩa lúc em bao nhiêu tuổi? Dạ 5 tuổi. À có nghĩa là mấy đứa hàng xóm. Dạ. Mười mấy ký hàng gì 5 hàng tuổi là hai bạn học chung lớp 1. Dạ. Ở lớp mẫu giáo chứ. Dạ chung lớp 1. Gì 5 tuổi mà làm gì lớp 1? Như hồi đó dưới quê hình 5 tuổi. 5 tuổi quê rồi vậy đó. Rồi thực tế em thấy ảnh cũng có khác gì em đâu, biệt danh là Vi lùn, cũng lùn mà cũng cái trang em à. Chưa gì là hai bạn đã chặt chém nhau rồi. Hai bạn mà gọi là từ thiếu niên mà đi lên mà rành nhau bạn, quá rồi cho nên bây giờ là chặt cỡ nào cũng chặt được, đúng không? rồi ai là người để ý ai trước? Cấp hai thì tụi em vẫn học chung trường thì vẫn nhỏ vẫn đen nhưng mà học giỏi, thần tượng học giỏi thôi. Sau qua cấp 3 thì hai tụi em lại chung lớp, khi đó bắt đầu là có vẻ là chỗ mã rồi, cũng xinh xắn hơn chút. Nhưng mà cũng chưa ấn tượng gì hết. Chưa ấn tượng luôn? Dạ chưa ấn tượng. Nhưng mà sau đó thì lên đại học, hai đứa lên Sài Gòn hết, em mới bắt đầu để ý. Con Phượng thì sao? Dạ lúc đó thì em cũng không có ấn tượng với bạn này, vì thực tế là học chung lớp và ngang cho nên thành ra thấy giống như con nít vậy, đầu tóc nó để ý nó chôm nó chỉ lên, nói chung là nhìn rất là ghê. Rồi em để ý Phượng vậy thì có đánh một cái tín hiệu gì cho Phượng biết là mình để ý của tấn công thì mất hết gần 3 năm tới 4 lần tỏ tình. Bốn lần thất bại luôn. Dạ thất bại hết. Một lần là mình tỏ tình trực tiếp luôn, 3 lần mình nhắn tin. Ủa mà sao em từ chối gì mà tới 4 lần dữ vậy? Dạ thì cái tâm lý của em á là em quyết định là yêu là cưới. Với lại em có suy nghĩ là phải quen những người hoặc cưới những người nào lớn hơn để hiểu ý mình hơn, rồi chiều chuộng mình hơn. Còn những bạn học thì cảm thấy giống như tính cách nó trẻ con. Cho nên thành ra em cứ lờ và làm bạn thân thôi là được rồi. Cuối cùng thì sao mà em lại đồng ý làm bạn gái của anh? Coi như là phút tới 8-9 rồi. Em người ta nói là mất quá tam đúng không? 4 lần rồi, coi như là đầu hàng luôn. Chơi cái chiều cuối thử, viết cho cổ cái mail. Tới đây là ngưng, không theo đuổi cô nữa. Nguyên cả buổi ngày hôm đó em không làm được gì hết. Mở mail ra thì em thấy là Phượng ơi, thì trước từ xưa tới giờ thì hai em Vy cũng thấy là hai đứa mình cũng khá hợp nhau. Nhưng mà qua sau mấy năm trời thì Vy cảm thấy là có vẻ hai đứa mình cũng không có thể nào cùng chung chí hướng.
tính của Phượng thì mưa nắng thất thường quá, và lại có vẻ hơi kêu căng quá, cho nên hai đứa mình không có hợp nhau. Cho nên thôi hãy cứ là bộ ba hoàn hảo. Tại thực tế em với bạn em và có một cô bạn thân nữa là bộ ba hoàn hảo. Thì lúc mà đọc xong cái email như vậy thì một cảm giác em thấy là hụt hẫng, cảm giác như là mình đang mất cái gì đó. Thì em cảm thấy rất là bối rối, khó chịu, hụt hẫng. Và lúc đó em mới viết email lại. Thì em mới bảo là Vi có coi chương trình Hành Trình Kết Nối Những Trái Tim không? Nếu bây giờ Phượng xin đáp tài xế một tấm vé thì Vi có đồng ý về với Phượng không? Xong em... Rồi trong cái chuyện mà hôn nhân của hai bạn đó thì có trơn tru không? Cũng gặp một cái trục trặc đầu tiên là ba chồng thấy hai đứa cùng tuổi, ba nói không có hợp tuổi và ba không cho cưới. Không cho cưới thì Vi làm như thế nào để cho ba chấp nhận? Cũng thực tình ra là vợ em là nhỏ hơn em một tuổi nên cuối cùng là đưa cái đó ra nữa, rồi nói tới nói lui rồi chứng minh hiện đại khoa học này nọ thì bố đồng ý. Rồi sau khi cưới á, em có phát hiện ở vợ em có một cái gì đó thay đổi không? Dạ có, thay đổi khá là trầm trọng á. Trầm trọng? Tại vì cái lúc mà trước khi yêu này nọ mê tín là không có đó. Mà sau khi cưới nhau về là bắt đầu đi coi bói. Là vợ em? Dạ. Đi coi bói thì bà thầy bói bà nói là nhà có mà chỉ cúng kiến rồi xua đuổi này nọ rồi đó, thì vợ em cũng làm theo. Thì sau đó rồi bắt đầu tối là bắt đầu ám ảnh luôn. Cứ nửa đêm mà có vấn đề gì đó là lo em dậy. Đúng. Nhà thì sáng trưng hết. Đi đâu đi ngôi nhà nhỏ gì cũng chồng ơi đi hết. Thì cái vấn đề đó cuối cùng làm hai tụi em căng thẳng gần hơn nửa năm. Vì cái vấn đề mê tín của vợ thôi mà căng thẳng hơn nữa. Tại vì mình mất ngủ rồi cứ suốt ngày nói chuyện ma. Sao em lại bị như vậy? Khi bữa đó em về ha, em sợ quá, cho nên là lúc đó là không thể nào mà thức dậy mà em đi được. Dạ. Coi như là cho nên là lúc đó luôn luôn bật điện nhà bếp, lúc nào cũng sáng chân và lúc nào là anh. À, anh cũng phải đi theo. Dạ, đi và đi phải đứng canh chừng. Dạ, đứng canh chừng xong rồi đi vô. Mẹ có sợ ma không? Dạ không. Em đâu có tin ma đâu. Ma sợ ông này. Cho nên lúc đó là em không dám ở nhà một mình. Ngoài chuyện đó ra thì vợ em còn cái tật xấu gì không? Có cái bệnh hay nôn nao. Nôn nao gì? Dạ. Tức là có vấn đề gì đó mà bắt đầu thích hay là để ý rồi á, là muốn làm á, là phải làm cho được. Ví dụ như bữa lên tham gia chương trình á, cổ con nôn nao một đêm không biết mình sẽ nói cái gì rồi nó gặp nó có như thế nào không? Một đêm đó hai mẹ chồng lại mất ngủ. Dạ. Còn chồng em thì sao? Chồng em á thì cách nói chuyện á nhiều khi em không thích, nhiều khi không có cảm giác như là không có tôn trọng em lắm. Nói chuyện không có thiếu chủ ngữ, dù thay vì phải nói là nhẹ nhàng em ơi làm cái này cái kia thì em thích. Là có một lần á là em nghe nói chuyện với ba, em nghe xưng em là nó, lúc đó là em giận luôn. Tại vì cái lúc mà nói chuyện với ba, ba lại hỏi là vợ con nó đang làm gì. Đó thì mình thẳng miệng nói luôn, nó đang rửa chén đó. Thì từ đó có một lần đó thôi mà cô giận là dẫn tới giờ luôn. Nãy giờ còn kêu bằng nó luôn. Dạ không, cái đó là lỡ miệng thôi. Đó là bị liệu thôi ba. Bị liệu. Đó là cố tình. Đúng không? Rồi giờ thí dụ thay đổi thì em muốn chồng em thay đổi cái gì? Anh thấy tâm lý với em hơn chút. Những đêm mà em có cần gì mà nói chuyện với ảnh thì ảnh lắng nghe em thêm một xíu. Em cũng có một cái là thường hay nói chuyện về đêm với ảnh, tối đi ngủ thì em mới nhớ ra. Thì lúc đó em phải cần ảnh để em giải quyết cái vấn đề đó. Thì ảnh lại cứ buồn ngủ. Rồi còn chồng, chồng muốn vợ thay đổi cái gì? Không có đi coi bói nữa. Tại vì coi bói rồi về cái tâm lý nó bất ổn. Thì người cũng sợ ma lắm mà cũng mê phim ma. Rồi cũng coi rồi cũng ám ảnh rồi tối lại mất ngủ rồi này nọ. Trời ơi, bây giờ mất ngủ rồi lại lôi chồng ra nói chuyện. Dạ đúng rồi. Nhưng mà thường là em lôi chồng em dậy lúc mấy giờ đêm để mà nói chuyện? Thường đi ngủ là 11 giờ đến 11 rưỡi. Nói chung là em không ngủ được thì em phải nói cho bằng được cái vấn đề mà em đang nói. Thì dù ảnh nói gì ngủ, ảnh thì dễ ngủ hơn em. Em thì có việc gì mà vấn đề ban ngày thì ban tối em lại suy nghĩ. Bệnh nôn nao. Cái đó là kêu bằng bệnh nôn nao hả? Chị mới biết cái bệnh đó đó. Bệnh nôn nao. Có con nếu mà gọi đúng ra là tính nôn tính. Thế ngoài ra thì em còn mong muốn vợ em thay đổi điều gì nữa không? Dạ cái vụ mà nói nhiều. Nói nhiều về đêm á, nói nhiều ban ngày mình nghe cũng dễ, nhưng mà nói chuyện về đêm không, mà lúc đi ngủ là bắt đầu anh ơi em nói cái này, nói xong rồi mình đi ngủ, bắt đầu đi ngủ rồi thì cổ tiếp tục. Thì thay anh ơi còn cái này nữa, rồi còn cái chót. Giờ chị chỉ em nè, trước khi em đi ngủ phải không? Em nói cưng ơi, bây giờ á anh chuẩn bị đi ngủ rồi, cưng có điều gì muốn nói với anh á, cưng nói cho anh nghe đi. Ha, rồi á coi nếu mà để vợ em muốn nói vậy thôi ha, giờ anh đi ngủ nha, đừng kêu anh dậy nữa nha. Mấy lần cũng tuần lễ vậy đó. Đó là em luyện cái tâm lý với vợ đó. Còn em á, ví dụ giữa đêm á mà em nhớ trực ra gì em ghi vô giấy đi, sáng mai nói. Thôi em sợ ma lắm, em không có lỡ đi ra rồi. Nhưng mà sợ đi coi bói hoài đó. Em bị tâm lý đó. Thì đó thì hai cái đó thì tụi em tự san sẻ cho nhau được rồi. Chứ bây giờ nè, biết nhau từ 5 tuổi nè, tới lớn luôn, quen nhau mấy chục năm như vậy thì coi như mình rành nhau quá rồi. Mình đã đến được với nhau rồi á, mình phải giữ nhau cho tới cuối đời luôn. Chứ đừng có để những cái chuyện gì khắc khẩu, những cái mà thói quen mà nó bị chinh nhau đó.
đúng không, mà mình gây lộn rồi đâm ra nó uổng phí đi. Đây là một cái tình cảm rất là đẹp, nói thiệt luôn á. Thanh Mai Trúc Mã hả chị? Thanh Mai Trúc Mã đó. Rồi, xin chúc cho cặp Thanh Mai Trúc Mã này sẽ hạnh phúc cho đến ngày răng lóc đầu chọc lóc. Một cái mối quan hệ gì đó từ tiền kiếp chẳng hạn đó. Mà chị chưa có đi chắc kiếp trước làm như bé này là con chị hay gì á. Đúng rồi, thời vua chúa đó. Cô này là quận chúa và đẻ con là một con bé gái nhỏ nhắn xinh xắn tiểu quận chúa đó con. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chương trình. Thôi mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, con chào chú Thuận với cô Hồng Vân. Con là con tên Nguyễn Lên, năm nay 27 tuổi, công việc của con là làm YouTube. Lên con ở đâu? Ừ đúng rồi, cô đang định hỏi con. Con là ở Bình Định. Con ở Bình Định. Dạ, dạ. Là bây giờ vẫn ở Bình Định hay là hay là ở Bình Định nhưng mà đang sống ở Thành phố Hồ Chí Minh? Không, hiện tại con đang ở Bình Định luôn. Ở Bình Định. Là vô đây tham gia chương trình. Từ Bình Định con vô đây để tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Dạ đúng rồi. Ôi, quý quá hoa. Bây giờ anh, bây giờ chú hỏi luôn nè, là cơ duyên nào mà con biết chương trình Vợ Chồng Son và hai vợ chồng đến đây với chương trình Vợ Chồng Son này bằng cách nào? Dạ thì con cũng có xem chương trình cũng nhiều rồi. Thì cũng có tham gia chương trình một đợt đó là Mẹ Chồng Nàng Dâu. Thì sẵn đó là vợ chồng con có đăng ký thêm là Vợ Chồng Son. Hay quá. Tức là đã Mẹ Chồng Nàng Dâu rồi. Dạ. Ủa nhưng mà Lên ơi, hồi nãy Lên giới thiệu Lên là làm YouTuber hả? Dạ. Kênh của Lên là như thế nào, chia sẻ đi. Dạ. Thì con là chủ yếu là làm về đề tài ẩm thực và hài hước, vui nhộn. Về ẩm thực hả con? Dạ. Ẩm thực tức là con có đi các vùng miền không hay là con chỉ ở quê của mình xong rồi con giới thiệu về các món ăn thôi? Đó. Dạ, nói chung là món ăn là tự trong mấy anh em trong team sản xuất ra luôn, là kêu xem những món nào mà ăn mà độc lạ là tự chế biến tự làm ra luôn. Dạ. Cái kênh của Lên á là bao nhiêu lượt người theo dõi? Subscribe vậy? Bao nhiêu lượt? Hiện tại là kênh của con là được 944.000 người đăng ký. Wow. Sắp được nút vàng rồi chị Bột. Sắp được nút vàng rồi, trời ơi chúc mừng con nghe. Dạ. Vậy là cô phải tên gì con? Tên gì? Còn kênh con là Nguyễn Văn Lên. Không, cái kênh á. Cái kênh này. Ừ, cái kênh lên xuống. Tên Nguyễn Văn Lên luôn. Vậy đó hả? Tên là Nguyễn Văn Lên luôn. Lên là lên xuống đó phải không? Dạ, lên là lên luôn á. Lên xuống chứ không phải là chứ không. Làm nên nữa, là nên á. Con này là lên. 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 Trời ơi, nó tên Lên bây giờ nó làm YouTube. Nó lên luôn. Nó lên không, nó chạy. Trời ơi. Bởi vì nó lên không mà. Con bao lâu rồi? Kênh của con bao lâu rồi? Thì kênh con làm chắc được 3 năm rồi. 3 năm rồi, trời ơi. Cái giai đoạn bắt đầu là bùng nổ YouTube đó chị. Không, 3 năm là mà lần gần 1 triệu đó. Subscribe là giỏi chứ bộ. Giỏi đó. Ừ. Em nè, 2 năm mấy đó. Mà chưa được 3 năm. Cô mới được có 700 mấy thôi đó con. 700 mấy. Nghệ sĩ nổi tiếng đó. Nói chung là cũng được nhiều anh em xem thấy yêu mến rồi. Ừ. Đó. Lên là bữa nào giúp chú cho cái kênh chú lên cơ. Dạ, hôm nào chú có đưa con cũng bơ rờ. Ok, ok. Đó, bơ rờ. Có nữa. Nhớ nghe chưa? Còn nhớ còn giúp cái kênh chú nó lên nha. Còn con luôn. Còn con luôn, Hồng Vân Entertainment nha. Hồng Vân Entertainment, con nhớ nghe. Dạ. Nói giọng. Giọng là nó. Giọng Bình Định. Rồi, chào tới con. Dạ, con chào cô Vân, con chào chú Thuận. Con xin tự giới thiệu, con là Nguyễn Thị Minh Nhật. Năm nay thì con 24 tuổi. Long Nhật hả? Minh Nguyệt. Mày thiệt á, người ta tên Minh Nguyệt. Dạ. Minh Nguyệt mày nghe sao mà Long Nhật. Chưa từng đấy. Thôi chú chọc con. Dạ. Tiếp tục. Dạ, con hiện tại đang là bán hàng online. Công việc hiện tại của con là bán hàng online. Trời ơi, dễ thương ha. Ông chồng là có một cái kênh mà gần triệu lượt subscribe. Bà vợ, ê con có bán hàng trên kênh của chồng con không? Hay là con có một cái kênh riêng của con nữa? Dạ, đa số thì con bán ở mạnh Facebook với lại TikTok là chủ yếu. Còn chồng con thì lâu lâu cũng có quảng cáo ký. Hai vợ chồng đều làm social. Ừ, nhưng mà chồng con có hỗ trợ cho con gì không? Dạ có, nói chung là cũng hỗ trợ hình ảnh với lại là cũng kiểu như là mọi người yêu mến, mọi người biết đến nhiều nên là mọi người mua hàng cũng nhiều. Hay quá. Vậy là đứa nào kiếm tiền nhiều hơn đứa nào? Đó. Chắc là thôi bây giờ nói đi, cô chú không có xin đâu. Nói đi, không có xin đâu mà hỏi thăm anh ơi. Dạ thì nói chung kiếm tiền cũng chủ yếu là lúc đầu thì là con. Sau này thì vợ chồng con cùng nhau phát triển thì cũng ngang ngang nhau. Ngang ngang nhau hả? Dạ. Con có phụ vợ con bán hàng online không hay là chỉ có vợ con bán thôi? Dạ có chứ, dù sản phẩm của vợ con thì con vẫn sử dụng để mà quảng bá. Dạ không, ý con hỏi lúc mà vợ con ngồi bán á, chút đơn online chút đơn dạ, con đóng hàng. Đó, nó đóng hàng mà. Đó, đóng hàng mà có khi nào đi giao không? Có luôn. Có luôn. Dạ, giao. Có giao lương không? Nói chung là vợ chồng với nhau mà lương bằng đâu. Vợ chồng. Nè, anh kiếm tiền cũng không thua gì chị. Chị kiếm tiền cũng không thua gì anh. Thành ra là tiền á là ai gọi là ai cũng tự kiếm và cái là cái số lượng tiền là ngang ngửa nhau. Nhưng mà cuối cùng á là bây giờ đứa nào là đứa cầm tiền ở trong gia đình? Đúng rồi. Còn không? Biết bao nhiêu là vợ con nó chấm lột con hết luôn hả? Dạ đúng lên. Không có đồng luôn. Hả? Không có một đồng luôn. Không có một đồng luôn hả? Dạ.
Rồi lúc mà con cần đầu tư để tiền làm chương trình là con nói nó đưa con, nó có đưa vui vẻ không? Hay là nó còn dằn vặt con rồi nó đúng dạ. không? Mình có dằn vặt chứ, ví dụ cái gì mà nó đầu tư mà không đáng thì vợ nó nhân chứ. Ví dụ cái gì mà đáng đồng tiền bỏ ra thì vợ nó ok. Đúng không? Ủng hộ. Dạ. Rồi bây giờ dằn vặt không? Nhăn chắc chắn luôn, chắc chắn là đúng sẽ dằn. Rồi, mẹ giữ tiền mà. Cái nào là đáng? Dạ, cái gì cũng vậy, đồng tiền đưa vô vợ là khó lấy ra. Đúng đó. Rồi. Tôi biết chắc luôn. Bây giờ nó nghe nè, là con là bán hàng online là bao nhiêu năm rồi? Dạ con bán cũng được hơn 2 năm rồi. 2 năm đúng không? Dạ. Lúc đó là chắc ảnh mới làm YouTube. Không ờ, lúc đầu con bán anh cũng chưa làm YouTube luôn. À, dạ. Rồi bây giờ nè, bây giờ kể đi, kể cho chú nghe đi. Cái lần đầu tiên mà các con gặp nhau như thế nào? Và có ấn tượng gì về nhau không? Lần đầu tiên thì con gặp ổng là đi chơi chung với bạn ở trong quán karaoke á. Thì hồi đó là ổng có chở theo một bạn gái nữa. Dạ sau rồi là xin số điện thoại nhưng mà con không có cho. Kiểu như là mình làm giá. Ủa sao đi với bạn gái rồi mà còn xin số điện thoại của gái khác nữa là sao? Kệ, là... mình thêm với mắt gì phải bớt dạ, đúng không? Dạ không mà mình hai ba thôi. Tiếp đi. Sao sao con? Rồi, nói chung... con nghĩ sao trong đầu? Thì hồi đó kiểu là tính hồi đó là tụi lớn lên thì mình thích quen này cũng nợ cho vui. Chinh phục nhiều phụ nữ. Đúng không? Chứ mắc gì dạ. Lúc ấy con nhiêu tuổi? Lúc đó tầm con 20, 21. 20, 21 là cái tuổi gọi là thích thể hiện lắm. Không phải thể hiện mà khám phá, tìm hiểu đúng không? Dạ. Khám phá tất cả mọi chuyện xung quanh mình đúng không? Rồi mình coi cái cơ mình cỡ nào, coi mình cua gái có ngon không? Đúng không? Đúng không? Mình nhắm em nào là em đó phải dính. Ví dụ không dính mình cảm thấy mình khó chịu lắm đúng không? Ủa nghe nè. Đi chở bạn gái theo mà xin số điện thoại của bé này. Vậy thì chắc chắn là không thể nào mà xin trước mặt bạn gái được. Phải dạ, xin một rồi. Chỗ rất đặc biệt đúng không? Đúng rồi. Lấy là lấy lúc là lúc thập hởm thập thò để xin đúng không? Chỉ như là lúc đó là con đi vệ sinh ở chốt, cái ổng đi theo, ổng theo ổng chặn đường nhà vệ sinh, con không cho cái ổng không cho đi vệ sinh luôn. Lát đứng cho số điện thoại rồi mới được đi vệ sinh. Cái con trai đài á. Như vậy là bữa đó con cho là gì con quá mắc cho con phải cho. Dạ đúng rồi. Chứ hồi đó gì con cảm ơn gì hết. Đúng rồi. Xấu lắm mà đi. Ố như dân tộc vậy. Nhưng mà cuối cùng cho luôn đúng không? Dạ cuối cùng thì cũng cho. Đi. Dạ đúng rồi. Trời ơi vậy đó hả? Rồi xong nó hốt là con lấy được số điện thoại rồi á, là lúc ấy con còn ân cần với cái người bạn mà con đi chung không? Hay là tâm hồn con lúc đó chỉ có hướng về con bé này? Đúng rồi. Con bị ngoại tình tư tưởng đó, ngay lúc đó là con có ngoại tình bạn tư tưởng. Bạn gái chứ không phải là bồ, cái trung học đó chỉ là bạn thôi. À, còn đi theo là bạn thôi, chứ chớ đi theo thôi. À. Còn tại vì hồi đó cũng thấy mến vợ này, do lần đầu tiên gặp là kiểu như là tiếng sét ái tình á. À, gặp cái là mê liền đúng không? Rồi. Là muốn là kiểu là hồi đó mình muốn xin số cho được. Dạ. Rồi khi mà lên có được số điện thoại rồi chắc chắn là đêm đó là phải gọi nhắn rồi khí thế đúng không? Dạ đêm đó là chắc là phải gọi điện rồi nhắn tin chụp còn nhắn tin liên tục mà hồi đó cũng làm vé lắm đâu có trả lời đâu. Nhưng mà con khoái gì ở vợ con, trên khuôn mặt này con thích cái gì nhất? Dạ thì nhìn thì vợ thương chung là nhìn vợ con rất là dễ thương luôn. Dễ thương. Dạ. Bây giờ hết dễ thương rồi nên sao kêu hồi đó. nhưng mà lúc đó là gọi điện là nhắn tin không trả lời đúng không? Dạ, yeah. Nói chung là cũng nhắn tin không, hồi đó là nhắn tin không, chưa dám gọi điện. Nhắn tin. Và khi nào thì cô ấy mới trả lời? Tầm vài hôm, tầm 2-3 hôm vậy đó. Cái điều. Ủa tại sao lại trả lời vậy? Tại vì cũng không phải là không, do cô không thấy tin nhắn. Con đi về đi chơi về xong con học bài xong con ngủ á. Rồi quay hôm sau lại đi học. Trừ sau cầm điện thoại là mới thấy tin nhắn là con mới lúc trả lời. Lúc đó con nhiêu tuổi? Lúc đó con 18 tuổi. Là đang đi học phải không? Dạ đúng rồi, lúc đó con đang đi học, đại học 12. Lớp 12. Hết 18 tuổi mới hết lớp 12 á. Dạ. 19 tuổi mới vô đại học á. Hay nói nghe nè. Rồi lần đầu tiên mà con gặp lên á, con có ấn tượng gì về ổng không? Ừ, lúc đầu là không có ấn tượng gì hết, tại vì thấy đen chứ thấy xấu quá. Nhưng mà được cái là hát hay. Hay. Dạ, đó là khi mà cắt giọng hát lên là con quay ra con tìm thử ai hát mà hay vậy. Thiệt không? Dạ. Đó lên con hát bài gì bài khiến cho lòng em sao xuyến hả con? Hát lại đi. Vừa tuyệt vời nhất. Hay làm vợ anh nhé. Đó giờ con hát một bài. Thử vợ con nói sao mà đâu giọng con hay dữ vậy. Đâu con hát thử coi. Làm vợ anh nhé. Anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Tiếp. Làm vợ anh nhé. Tiếp. Không muốn nhớ. Hồi đó vợ chú Thuận là cũng mê chú Thuận giọng hát đó con. Trời ơi. Chứ còn cái nhan sắc này đâu có mê. Trời ơi. Mê giọng hát. Ở ngoài, giọng đó. Hát nè, rồi còn nhiều tài lẻ lắm. Hay lắm. À. Bạn Liên lúc đó mê em giọng hát đúng không? Mê lắm, mê nhiều thứ lắm. Em lúc hay. Đó là nhan sắc em xuống rồi. Có, hồi lúc mà em thương chị Thúy Nga em mới đẹp. Chị làm chứng. Thúy Nga đẹp bao nào? Tay em bồng bềnh lúc đó em rất đẹp trai. Nhưng mà qua tới con Liên là lúc đó nhan sắc em hết rồi, em là còn tài năng thôi. Trời ơi, suốt ngày bà cứ bán tôi với Thúy Nga hoài luôn vậy đó, khổ lắm. Con biết chị Thúy Nga không? Dạ, không biết. Thúy Nga đây là một người mà yêu đơn phương chị Thúy Nga cho tới giờ phút này. Trời ơi. Khẳng định luôn. Bà Nga bà đang coi. Kệ đi, bà nói gì bà nói, chạy bà đi. Ê, nó nghe nè,
Rồi lúc mà con bắt đầu con trả lời tin nhắn cho ổng rồi đó, thì bao lâu hai đứa mới chính thức hẹn hò với nhau? Dạ lúc đó thì tầm hơn một tháng. Hơn một tháng là mới bắt đầu đi chơi riêng. Chứ còn trong cái thời gian nhắn tin thì vẫn đi chơi chung, nhưng mà đi chơi chung với bạn, có bạn. Không, đi chơi riêng á. Là một tháng sau. Dạ tầm hơn một tháng. Đi chơi riêng thì ảnh thì sao? Lên đó thì cũng dẫn đi, cũng không gọi là đi chơi riêng mà kiểu như là hai đứa cũng đi chơi, nhưng mà con không có dẫn theo bạn con nữa, nhưng mà ông đi với bạn ông. Nhưng mà lúc đó là lên làm công việc gì? Hồi đó là con làm thợ đụng. Thợ đụng. Dạ, đụng đâu làm đó. Yeah. Rồi kinh tế làm sao, có bạn gái rồi thì đi chơi thì phải ăn uống này nọ đồ, thì kinh tế có tiền có rủng rỉnh không? Dạ, hồi đó kiểu là thanh niên thì mình làm đồng nào thì mình tiêu đồng đấy, chứ không có kiểu là mình bảo thú mình giữ đồng người làm gì. Nên cắm là... điện thoại. Hả? Cắm điện thoại. Cắm điện thoại dẫn đi chơi. Vậy hả? Tại vì lúc con cua bé này á, là lúc đó là con phải cũng phải dắt đi ăn đi uống đúng không? Dạ. Chứ không lẽ giờ cứ bắt nhỏ đi vòng vòng hoài không cũng, ăn không uống. Có đi ăn đi uống nhưng mà cũng ít, chủ yếu là đồ xinh, cứ cái gì nó có xinh là được. Vậy đó hả? Nhưng mà dạ. phải tốn tiền chứ đúng không? Rồi dạ. Chi phí đủ không con? Chắc là con gầy cái vốn này bao nhiêu tiền? Con nhắm thử từ lúc con cua cho tới lúc mà con lấy được làm vợ là con bỏ bao nhiêu vốn? Chung cái vốn chi cho vợ em, bây giờ con thì ít. Con tiết kiệm lắm, đâu có dám ăn sang đâu cô. Dù chưa đi ra ngoài đường ăn tôi bút 30 ngàn á, là bữa sau là kêu thao anh được ăn đá chi ra ngoài kia 10 ngàn ăn no rồi. Nên nhờ giải mà con mới thương vợ con nhiều hơn. Nhờ vậy mà con thương đúng không? Con thấy con bé này rõ ràng là nó lo cho mình. Đúng không? Nó xót tiền của mình. Dạ. Cảm động rồi, nó nhắc tới cảm động đó. Hồi đó khổ lắm. Nhưng mà... Không chị hỏi chị. Không phải biết xong chị tò mò là tại sao con bé này á mà con lại kiểu như có cái suy nghĩ là con tiết kiệm giùm cho con lên. Mà con lúc ấy con thương nó ở cái điểm gì mà con đó. Tiết kiệm cho nó vậy? Chú là con cũng không biết thương ở điểm gì mà kiểu như là hình như là tính cách á cô. Kiểu tiếp xúc lâu xong rồi là thấy ổng hiền, ổng cũng chịu khó nghe lời. Xong rồi là cũng quan tâm nên là con thấy thương. Mà khi mà mình thương rồi thì mình cũng muốn nhận cái điều gì tốt nhất cho người ta á. Nên là ví dụ như ăn không có tiền thì con vẫn uống nước mía 5 ngàn hoặc là ăn tô bánh canh 10 ngàn bình thường. Không có bao giờ con bao lên không? Dạ có chứ. Dạ cái đó thì con không có quan niệm là đi đâu là bạn trai lo. Cái đó là thời gian đầu thôi, mình nghĩ là mình đi chơi với bạn trai thì là bạn trai lo. Chứ còn ví dụ như mình quen một thời gian rồi thì con cứ nghĩ là anh không có tiền thì con nhưng mà bao lâu? Cái đó, bao lâu đúng không? Cái khoảng mình bao lâu thì con bắt đầu là không bắt lên nó tự nó trả tiền cho con nữa. Mà con có chia sẻ vài mấy tháng là sao con cũng đó là yêu rồi đúng không? Dạ lúc nào mà đã yêu rồi là bắt đầu là không còn đỡ từ ông trẻ nữa. Dù ông có trẻ thì ông trẻ, ví dụ như đợt nào mà con rủ thì con trẻ. Ai rủ người ta trả tiền. Ê nhưng mà nè, có khi nào mà khó khăn quá là phải cầm đồ, cầm điện thoại, cầm xe máy rồi không lên? Cầm điện thoại thì có chứ không có cầm xe máy. Nhưng mà lúc đó đâu có khó khăn đâu. Cầm điện thoại làm gì? Nhớ hồi trước. Kiểu đi chơi em với chơi bạn đó. Thì dẫn bạn gái thì ví dụ như mình thiếu thì mình đỡ điện thoại mình gỡ nổ mấy bữa mình lên mình lụm. Là cầm điện thoại của con hay là? Dạ, lấy điện thoại dùng trong nhậu, ví dụ tính tiền á, dù thiếu chém hai chém đấy, mình đưa vô trong quán bỏ lại kêu tao cầm đỡ điện thoại có gì giờ hung lên lụm. Đấy. Vì nó gọi sao thơ bao là tự hiểu. Có nào cầm luôn điện thoại của vợ không? Hồi trước cũng có. Cũng trời có luôn hả? Là sao là kể cái chuyện đó. Dạ, hồi trước con điện thoại con cầm bắt đầu con mượn điện thoại nó. Con mượn con nói con đi cầm hay là con không, bộ, con mượn kêu cũng có mấy liên lạc rồi mượn mấy xài mấy hùng. Vậy chừng sao cô hỏi bây giờ cưới xong mới cỡ cô chú, cho lúc đầu là kêu mất rồi sau cái cưới về kêu là có hầu lâu anh cắm á, anh đi cầm điện thoại á, cầm điện thoại mất đi cắm là đi cầm đó. Mẹ hỏi mẹ hồi đó điện thoại cục gạch mà cục gạch chứ kém được 100-200 thôi à, của con 100-200 mà của vợ con cỡ đó luôn đúng không? Dạ. Yeah. Rồi có chuột lại cho nó chưa hay là cắm luôn rồi? Mất xác luôn. Mất xác luôn. Mất sim luôn, mất sim, mất điện thoại luôn. Không có tiền chuột lại luôn hả? Mình cắm điện thoại mình lấy sim lại chứ. Nhưng mà là con cắm là không có tiền chuột lại luôn. Khổ dữ vậy hả? Dạ, hồi đó không khổ, không có tiền. Trời ơi, rồi chú nghe. Dạ. Rồi cái lúc mà tỏ tình với cô gái này để mà muốn cô ấy làm bạn gái của mình á, có lãng mạn không? Có mua hoa không hay là cơ tới chuyện hoa nghĩ tới buồn á. Sao kể đi. Không. Tới 8 tháng 3 về anh thay thì con cũng nhớ đúng ngày nữa. Là con mua bó bông vô là bó bông đó 20 hay 30 gì á. Mẹ con mua vô là nó nhanh. Nó kêu trào hết chuyện ông rảnh ông mua bông làm gì vậy? Sao ông chở tôi đi ăn ông xuống rồi nè. Và ông tự nhiên mua bông mà nó nhằn miết ướt khắp lên khắp xuống. Từ đó là từ lúc đó là con hết mua luôn. Hết mua luôn hả? Con mua được mấy lần? Một lần đó là tới giờ luôn á. Một lần dạ. Valentine, một lần dạ Valentine hay 83 gì cũng không nhớ đúng không? Dạ. Nhưng mà cái dịp lễ đúng không? Dạ, đúng dịp là bả nhằn khóc không? Luôn. Bả khóc luôn. Ê nó nghe nè, sao con gái mà lại không thích hoa? Tại vì con cảm thấy ví dụ nó một cành thì được,
chơi một quá thì hơi đắt. Lúc đó hai đứa cùng đều khó khăn mà, đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, hai đứa đều khó khăn, không có là coi như từ đó giờ là cuộc đời con nhận được một bó đó duy nhất thôi phải không? Tới giờ luôn đúng không? Là không có nhận qua tại nữa. Vì mua nó không có nhận nữa. Còn Facebook vẫn còn mua luôn mà. Facebook vẫn còn cái hình đó máu đợt nào có kỷ niệm lại. Cái hình con cầm bó hoa vô lên bông để tặng vợ đó. Dạ, bữa đó mà nó nhăn con. Nó khóc lóc đúng không? Dạ. Rồi bây giờ những cái ngày lễ đó con tặng cái gì? Dạ, ngày lễ thì có tiền là chuyển khoản cho vợ ấy rồi. Tiền là chuyển khoản phải không? Dạ. Con thấy nó thiết thực nhất luôn á. Nhưng mà con thấy vui đúng không? Dạ, đúng không rồi. Cần hoa luôn. Dạ đúng rồi. Tới giờ vẫn vậy luôn. Dạ. Nhưng nếu như đã có điều kiện rồi, bây giờ nếu như anh tặng cho con hoa một cành. Một cành hả? Dạ. Vì tại vì con cũng thấy hoa nó tàn liền rồi chứ. Giờ con là nó thích một bông hoa với một lời chúc là nó vui rồi. Một bông hoa với một lời chúc là đủ. Rồi nói nghe nè, rồi lúc đó khó khăn quá rồi gia đình hai bên có đồng ý người yêu của mình hay không? Ví dụ như bên con có dẫn lên về ra mắt không? Và gia đình có đồng ý? Mới đầu con Nguyên là con chưa có dám nhận về tại vì là con còn đi học á. Xong cái con nghĩ học là con có dẫn anh về. Mẹ hồi đó ổng điên với lại nhỏ con quá, nhà không ai chịu hết á. Kiểu như nói là ăn chơi. Nhưng mà sau một thời gian tiếp xúc thì thấy tính được thôi, là mến, cực kỳ mến luôn. Cô Nam với bà nậu là ăn cái gì là cũng kêu gọi lên lên ăn hết. Cái gì mến lắm. Đâu lúc lên làm sao mà để cho bà mến con dữ vậy? Dạ, thì bà đeo gì là cũng lên luôn chớ, đi khám rồi vậy. Ví dụ như lâu lâu rồi con cũng ghé lên ngồi nói chuyện chơi rồi. Có mua gì cho bà không? Dạ cũng có, mua thí dụ mua sinh tố rồi vậy. Mua sinh tố, mua đồ ăn cho bà đúng dạ. không? Rồi còn cô thì có tặng cô cái gì không? Cô thì nói chuyện rồi nhiều chứ cũng ít sẽ chia đó phải không? Dạ. Sẽ chia với cô đúng không? Dạ. Mà nó bên còn ghê luôn á. Lấy lòng. Cứ mà bên gia đình lên thì sao? Khi mà dẫn bạn gái về nhà ra mắt thì gia đình có thích cổ không? Dạ thì lúc đầu dẫn về thì ba mẹ của con thì cũng không có chịu. Sao tại vậy? Có dễ thương gì mà sao không chịu? Dạ còn đi học. Cái thứ nhất là còn đi học, thứ hai là nhìn nhỏ con rồi vậy. Bé con đó là hồi đó chút tiếc à. Kiểu như là sợ quen rồi đi đến hôn nhân là hai đứa không biết làm gì ăn. Lúc đầu là má không cỡ, chừng sau đây thì cưới về má muốn nói là lúc mà đề nghị là anh lên dẫn con xuống á, là má kêu là chuột quen gì không biết làm gì hết, chùm cái nồi cháo heo cũng là liêm là luôn. Mẹ nói vậy. Chùm là cháo heo là ba giờ mà ba em còn cớ mà thấu mà mặt mày liêm lúc mà không cháy. Sao không gì? Không cháy. Không cháy đốt là... đốt lửa, đốt bếp lửa. Nhìn lửa. Có nghĩa là lúc ấy con dạ. con nhúm lửa mà con nhúm không được luôn. Dạ hả? Đúng rồi. Vậy đó hả? Tại vì ở nhà nội là nội làm hết luôn, nội không có đỡ cô làm gì hết. Ủa, con nãy giờ con không nhắc tới mẹ. Dạ có, nhưng mà ba mẹ ở xa. Ba mẹ con ở xa con á hả? Dạ đúng rồi, ở xa. Con ở với ai? Con ở với nội, hồi trước thì cũng có ở với ba mẹ, xong rồi sau này thì ba mẹ kiểu như ly hôn á. Ba mẹ ly dị hả? Dạ. Rồi mỗi người ở một nơi. Dạ, con ở với ba, với nội, rồi là cô. Xong rồi là ba bây giờ cũng có gia đình riêng á. Ba con cũng mới có gia đình riêng nên là đa số là con ở với nội với cô nhiều hơn. Tức là con ở với nội với cô dạ. của con. Dạ. Cô con có gia đình không? Dạ có, cô con có gia đình, có con cá rồi. Cô có, nhưng mà cô ở, cô nuôi nội đúng không? Anh nội ở chung với cô hả? Rồi dạ, bây giờ là ở riêng rồi. Nhưng mà ở gần đấy, nói chung là con với nội là nhờ cô hết. Mà bây giờ thì là con ở bên chồng hay là ở dạ nội? Ở bên chồng. Dạ. Nhưng mà nội thì sao? Ai chăm nội? Nội thì nội ở một mình, với lại cô ở gần á thì cô nói con của cô lên ở với nội, tối ngủ ở với nội. Rồi là cô la ăn uống cho nội. Nói chung là được nhờ bà cô. Nhờ cô đó ha, dạ. cô là con gái của nội á đúng không? Dạ đúng rồi, là chị của ba con. Mà chắc bà nội chắc kết ông lên này lắm này, đúng không? Bà nội thương lên đúng không? Thì cưng rồi, dạ. đó cả cô cả nội đều cưng mà đúng không? Dạ. Rồi. Hai đứa lấy nhau lâu chưa mấy? Lâu chưa? Dạ cũng được gần 4 năm nay. 4 năm hả? Gần 4 năm. Con là cưới năm 2018, 2022 là gần 4 năm đó. Mấy đứa rồi? Dạ một bé. Chúc mừng nha. Dạ. Như vậy là 4 năm ở với nhau, chắc chắn là sẽ có rất nhiều những cái tật xấu lòi ra. Các con xem Trình Vợ Chồng Son rồi đúng không? Dạ. Các con biết rồi, đúng không? Cái phần đặc sắc nhất của chương trình này là phần nào đúng không? Kể tội nhau đó, kể tội nhau. Nó có ăn hiếp con không? Nó có bao giờ nó ỷ nó đẹp rồi nó kiểu mà nó nắm tiền á, có ăn hiếp con không? Thì vấn đề đó thì cũng nhiều lúc vợ con nó bực mình thì cũng do công việc nên là cũng có nhiều lúc vợ chồng cãi nhau cũng anh đừng bao che, đây là cơ hội duy nhất cho anh để mà anh thấy vợ anh còn những cái gì mà chưa tốt đó. chưa hoàn hảo đó, thì anh góp ý xây dựng phê bình đi để cho vợ anh ngon lành hơn, hoàn hảo hơn đó.
thì nói chung là vợ con thì nó cũng hơi nóng tính. Hơi nóng tính phải không? Dạ. Rồi. Chung là nóng cỡ nắng mưa thất thường lắm. Kiểu như là thí dụ buồn tức cái gì tự nhiên, ví dụ như con không biết chuyện trụ gì cũng nói con à. Nói sao? Nói thì kiểu như là nhanh con kiếm chuyện nhỉ. Dạ. Con bị giận cá chém thớt hả? Đúng không? Dạ, nhiều lúc vậy, nhiều lúc cũng thấy cũng bực lắm nhưng mà thôi. Vợ mình mà. Dạ. Nhưng mà cái cơn nóng của bà đó mỗi lần mà bà xả ra đó là như thế nào? Hét la coi như rần rần hay là đập đồ, thậm chí là quýnh chồng luôn. Cái đó cái thì mức độ nào? Cái đó thì không có. Kiểu là bực mình kiểu là đụng vô là nhanh. Cái miệng cứ lấm bấm luôn á. Dạ, cứ nói luôn kiếm chuyện này chuyện kia ngồi nói rồi. Có bươi móc chuyện cũ nói không? Có chuyện cớ lại mấy chuyện hồi xưa nữa chứ. Đó. Cái chuyện mà ví dụ như em làm gì lâu lét rồi cũng nhắc lại. Có ghen có những lần mà la lối vậy á, có hay bươi lại những chuyện ghen tuông hồi xưa cũng như biết vậy tôi khỏi lấy ông cho đâu rồi trong lấy cái con quý kia cho đời ông thê thảm. Tôi nói thiệt với ông á. Ông có cái nào vậy không? Thì nói chung thì còn cái mấy con á, cơ chuyện mấy con á thì không có, nhưng mà kiểu là nhanh vậy thôi. Có ghen không? Giờ có ghen không nè? Hỏi lại. Cũng có. Có ghen. Dạ. Là cái chuyện có chuyện có bao giờ bị bắt ghen không? Con bao giờ bị bắt ghen chưa? Dạ. Chưa. Chưa đúng không? Chưa hả? Còn... vậy là con may mắn á, chứ còn có những người bị bắt ghen chạy xúc quần luôn á. Chị. Ảnh là YouTuber thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều những comment ở dưới. Đó, thì có coi như là cũng có ghen trên những cái comment của khán giả gửi cho con hay không? Hoặc là coi điện thoại kiểm soát điện thoại con. Có kiểm soát không? Hồi trước thì cũng có kiểm soát điện thoại cũng thường xuyên, nhưng mấy nay thì cũng công việc nhiều, với lại thì con cũng hứa với vợ là sẽ không có điều đó xảy ra. Như vậy có nghĩa là con đã rồi, xong con mới hứa là sẽ không còn nữa đúng không? Có không? Có không? Thôi để chút hỏi vợ. Đó, chắc chắn không bao giờ xảy ra nữa. Đời nào mà không có lửa, không có khói sao có lửa, có lửa sao có khói đúng không? Bây giờ sao? Bây giờ con khui hay là để vợ con nói? Thôi để vợ con nói. Rồi. Bây giờ còn tật xấu gì nữa không? Vợ còn tật xấu gì nữa không? Xấu thôi. Chung vợ con thấy vậy là bây giờ thì thấy vợ con là vậy là quá hoàn hảo rồi. Quá hoàn hảo rồi phải không? Dạ. Con có mong ước vợ con thay đổi điều gì không? Thì chỉ mong vợ thay đổi về tính cách, bớt nóng nảy lại, đừng có giận cá chém thớt là được. Tức là bớt nóng. Giận cá thì chém cá. Rồi. giận cá chém cá. Dạ. À. Còn gì nữa không? Có mong muốn vợ thay đổi gì nữa không? Dạ thì không là hết cơ hội nha. Mong muốn chưa suy nghĩ ra. Chưa suy nghĩ ra. Dạ. Ok. Nói chung là nó rung quá. Với cùng có nhiều điều muốn nói mà sao giờ cũng quên mất. Bây giờ nè, con có thể bình suy nghĩ, tĩnh đúng không? Cho con suy nghĩ. Bình tĩnh nha, để cái phần này tới vợ con. Dạ. Khi nào mà con nhớ, con có quyền bổ sung. Đó, đúng rồi. Ờ, đặc quyền đó nghe, tại từ bình định vô cho nên là mới có đặc quyền vậy đó. Đúng rồi. Rồi bây giờ mời con. Đó, cô gái bình định. Anh ấy có tật xấu gì nè? Tật xấu thì nhiều lắm. Con có những cái tiêu biểu. Tiêu biểu. Ví dụ như là hay quên. Hay quên. Quên gì nè? Mỗi lần mà anh đi xe gì ấy là cái chìa khóa đỡ đâu là hai vợ chồng tìm xù đầu tìm không ra luôn á. Hay quên lắm, hoặc là đang chơi game, tập trung chơi game mà con nói cái gì là lỗ tai bên đây qua lỗ tai. Là mê game. Mức độ mê game là như thế nào? Trời, mê game đến mức mà không biết vợ đi. Lúc đầu nha, con ví dụ như con nói con đi chợ thì con nói là anh ơi em đi chợ nha. Sau cái ông cái giờ má hỏi vợ mày đâu? Con đâu biết đâu, đi đâu đâu biết đâu. Không quan tâm là vợ đi đâu luôn. Quên hết mọi thứ á. Không quan tâm, không biết là vợ đi đâu luôn ấy. Ồ, vợ mà có như thế nào cũng không quan tâm luôn. Tại vì game không quan tâm vợ. Nhưng mà một phần là cũng do ổng tin tưởng con nữa, con nghĩ vậy. Chứ nếu như mà không tin tưởng thì người ta cũng sẽ theo dõi rồi. Phải quên không? Chưa nhớ kịp rồi. Ví dụ như cái ngày hôm đó con buồn, con có một cái chuyện buồn, con khóc, ổng đang chơi game thì ổng có quan tâm không? Ổng chơi game mà có đâu quan tâm tới con. Nhiều đêm nha chú, ví dụ như tại vì tính con cũng hay tủi thân á, kiểu cũng hay suy nghĩ cái tối nằm coi hoặc là xem phim thấy buồn cũng khóc ấy. Hoặc là nghĩ về cái chuyện buồn nào đó con khóc á, ổng nằm sát bên ổng đánh game ổng không biết luôn. Không biết giờ khóc luôn. Khóc xong rồi quay ra thấy ngủ mất rồi. Con khóc xong á là con quay qua là con thấy chồng con ngủ rồi. Dạ đúng rồi. Thấy ngủ mất. Ổng vô tư quá ha, chơi game mà có thể là vừa bấm game vừa ngủ không chừng á. Mệt cái chị ta mỏi mắt ngủ luôn. Không, nhưng mà cũng vô tư chứ không gọi là vô tâm. Bây giờ thì sao? Bây giờ á? Bây giờ thì ra hình như con nói quá chứ cũng đỡ bớt được xíu. Con đỡ mơ game nhiều rồi. Hết luôn. Nhiều. Bớt hết nhưng mà anh vẫn còn chơi game mà. Rồi. Có nghĩa là mê game nè, một tật xấu là mê game nè. Hay quên nè, rồi còn gì nữa không? Kiểu như vô tư quá nữa. Vô tư vô tâm á phải không? Cũng gọi là vô tâm. À, nếu mà vô tư thì là tốt nha. Chứ còn vô tư mà nó gần gần đến vô tâm thì mới là tật xấu nha. Đó,
vô tư vô tâm hình như có cả hai lần. Vô tư nên nhìn lúc nào ông cũng trĩ, còn cô nghĩ nhiều quá con già. Nhưng mà ở nhà lên có vui vẻ không? Có nhây không? Bây giờ hỏi luôn, hỏi thẳng luôn là nhây lắm chú. Có nhây không? Nhây lắm luôn. Mấy ông YouTube là hay nhây lắm, tại vì phải tìm cảm hứng, phải nhây vậy á là bắt đầu mình mới có cái chất liệu để mà mình quay mình nói đúng không? Dạ. Được rồi, vậy thì có nhây không? Nhây lắm, ổng chọc mà con để tức rồi mà ổng cứ ông tới ổng chọc cho con tức thêm, chừng nào con khắc ổng tao không dỗ vậy. Ôi trời, quá nhây rồi. Nhây lắm. Nhưng mà kiểu như ổng thấy hài á mà con đang tức mà sao con thấy hài được. Nhây có một cái là hơi nhây. Rồi bây giờ ở nhà đó là có giúp con làm việc nhà, việc cửa gì không? Dạ có. Con nhờ thì làm mà con không nhờ đâu. Ừ. Có bừa bộn được không? Con bừa bộn hơn ổng. Dạ. Vậy là bên này bừa bộn rồi. Vậy đúng nãy không? Là lên. Giấu nhớ không? Giấu á. Bên này có bừa bộn không? Dạ đúng không? Bừa bộn lắm. Nhớ rồi đúng không? Nhớ rồi, nói đi con, quay trở lại. Nhưng mà đồ đạc sẽ ở đây hết. Nhưng mà là do em con dọn chưa kịp dọn mà. Con dọn xong rồi á. Mấy bữa sau á, nó kêu ông không dọn được gì hết á. Mẹ em gơ chứ. Dọn hết rồi nhưng tại cái tốc độ bừa của nó quá nhanh đúng không? Thành ra là gọn, thích gọn gàng. Thích gọn, thích gọn gàng. Rồi, tức là rồi ở nhà là giúp con làm việc nhà. Nhưng mà khi mà giúp như vậy là có một lý do gì? Lúc nào mà con nhờ thì làm, còn cái lúc mà tự động làm nè, xin tấu đi nhậu. Xin tấu đi nhậu với bạn á, kiểu như là phải có một cái lý do gì đó rồi là tự động đúng không? Còn không là không bao giờ tự động đúng không? Nhưng ví dụ như con nhờ rửa chiếc là ông hay càm ràm đó. Chuyện đàn bà và bữa tư rửa, nhưng mà ông nói thì ông nói nhưng mà bạn làm. Kiểu nói thì bạn nói, mà làm thì bạn làm. Được cái là kiểu như con nghĩ là chắc ông nói vậy là được, ông chặt thôi chứ. Nếu như mà ông có suy nghĩ cô hủ đó chắc ông cũng không có rửa giùm đâu. Rồi giờ con chỉ mong chồng con sửa. Ê, khoan, cái vụ gái gú nữa. À đúng. Nhớ không? À đúng. Nói cô nghe coi. Để nó tại nãy nó bị giấu đầu lòi đuôi á. Con có hứa với vợ con rồi, không bao giờ để xảy ra chuyện như vậy nữa. Cái chữ nữa là biết đó rồi. Từ anh khai nha, không phải em khai nha. Từ đó bây giờ lỡ rồi. Em tiếp mà. Đâu con nói nghe coi. Thì kiểu như là cái này cũng gọi là một cú sốc lớn trong cuộc đời con luôn á. Là kiểu như là từ trước đến giờ con quen ổng hoặc là con cưới ổng thì con rất là tin tưởng ổng luôn, cực kỳ tin tưởng luôn. Nhưng mà cái đợt mà con sinh thằng cu được hơn 3 tháng á, là con phát hiện ổng đi hát keo cơ ôm. Là đi vậy, có cái video ở trong cái điện thoại á cô. Trời, con coi xong con bụng rưỡng tay chân luôn, suy sụp tinh thần luôn. Là có một cái tầng đó là lớn nhất luôn. Nhưng mà con thấy cái gì trong đó mà con suy sụp? Thì vừa hát vừa ôm mà tao quay ổng đúng không? Kiểu như là quay lúc đó là ổng không có ôm, nhưng mà có bạn nữ đứng gì đó thì cũng gọi là hát karaoke ôm rồi đúng không? Nên là con chưa hề thấy bạn làm gì hết, chỉ biết là đứng kế bên một nhưng mà con khẳng định một điều chắc chắn là chồng con mỗi khi say là thấy gái là ôm. Thấy gái là ôm, con khẳng định một điều chắc chắn 100% luôn. Anh lên rồi, chết anh rồi. Đúng rồi, xỉn vô là nó phải lên. Rồi xong sao nữa? Xong cây khóc quay trời quay đất luôn. Khóc. Con khóc? Dạ con khóc cho. Con năn nỉ không? Năn nỉ, nhưng mà năn nỉ xong cái tới tối là con cũng có nghĩ là cho bây giờ chuyện lại cãi hoài nè. Con cứ khóc hoài, mặc dù là trong lòng còn đau, nhưng mà cũng nói thôi em tha thứ, anh không có dạy nữa. Cái sáng con thấy tiếp một cái video nữa, nhưng mà bạn ổng chứ không phải ổng. Cái con muốn hỏi là anh có đi không, cái lần này là anh có đi không, thì ổng kêu là không, cái đây anh không có đi. Cái con không tin, cái ổng đập điện thoại. Cái con năn nỉ lại. Ổng đập điện thoại luôn. Dạ đúng rồi, tức ổng đập điện thoại. Nhưng mà cũng có một đất á, chắc lúc đó đang cầm mua điện thoại máu mà con chưa cho nên sao á. Anh cố hả? Ủa nó nghe nè lên vậy? Thường người ta đi uống bia vậy đó, là người ta không có cho quay hình, quay clip hay chụp hình, thì sao con lại lưu mấy cái clip trong điện thoại con? Bạn ổng quay á. Bạn con lấy điện thoại con quay hả? Lấy điện thoại của bạn ổng quay xong rồi gửi vô, có một cái nhóm riêng á chứ. Nhóm riêng sẽ chia tâm sự đồ. Rồi sau đó con có giải thích với vợ, có xin lỗi vợ được không? Dạ có chứ, thì lúc đó thì con thấy rất là có lỗi với vợ con. Nhưng mà con mới hứa đó đúng không? Là lần sau anh có làm gì nữa, không để xảy ra chuyện vậy nữa đúng không? Dạ. Nãy là con bị hố đó. Nó nghe nè, rồi từ hồi yêu cho tới cưới, cho tới chuộc lỗi rồi này kia nọ là đập mấy cái điện thoại rồi. Dạ. Từ kế luôn cả điện thoại cắm luôn á, là mất nhiêu cái điện thoại rồi. Cắm thì cắm một cái, đập thì đập một cái. Còn cái nước trượt quanh nhiễm hương. Hai cái. Còn cái nước trượt quanh nhiễm hương nữa. Gì? Hồi cãi nhau đi xe gì đây con cũng nhớ, quỳnh thoại xuống mương. Mà hồi đó tiếc quá, mở xuống lụm lên xoay lại xài tiếp. Dạ. Xài được luôn. Dạ, vì bóp hũ gạo chứ. Thời đó là điện thoại gì? Nếp trượt. Xài được. Nếp trượt á phải không? Dạ, đó ráng làm. Nokia. Ráng làm lên được nếp trượt. Nokia đúng không? Cái Nokia mà vòng vòng như cong cong vậy phải không? Không, nếp trượt kia nè. Đó hơi cong cong nè đúng không? Rồi như vậy là con có muốn chồng con thay đổi gì không? Nói chung thì chồng con thì hiện tại con cũng thấy như vậy là khá là ổn.
biết lo vợ, thương rất là thương vợ thương con, với lại là cũng biết lo làm ăn, nhưng mà chỉ có điều là hơi vô tư một xíu. Hơi vô tư một xíu, hay là con không biết là do con suy nghĩ nhiều hay là do ông vô tư nha. Suy nghĩ nhiều. Do vợ suy diễn suy nghĩ nhiều đúng không? Cô thấy vậy nè, cô thấy vậy nè, hai đứa con á, con hôm nay là 24 tuổi, nhỏ xíu à. Con lên con 27. Con 27, đàn ông mà 27 tuổi là vẫn còn nhỏ lắm luôn, mà nữ là 24 là vẫn còn nhỏ lắm luôn. Vậy mà có đứa con nhiêu rồi? Dạ 3 tuổi. 3 tuổi. 3 tuổi là vợ con sanh lúc mà 21 tuổi đó. Dạ. Yeah. Đúng không? Yeah. 21 tuổi sanh rồi 20 tuổi là có bầu. Vậy đi đúng không? Là yeah, coi như là không có biết đi chơi, không có được hưởng thụ một cái gì yeah, luôn á, đúng không? Dạ, yeah, nói chung là con vẫn chưa thực hiện lời hứa đó là dẫn vợ con đi tục trên mặt. Đó, thấy chưa? Bởi vậy ha, là con phải thương vợ con á, thương vợ con nhiều hơn nữa đó, đúng không? Dạ. Yeah. Đúng không? Còn vợ thì giờ chỉ mong chồng bớt vô tâm lại thôi. Vô tư thì được nha, nhưng mà vô tâm thì không được. Đó là vô tâm là sao? Vô tâm là mình không có quan tâm đến cái cảm xúc của vợ, đến những cái điều mà vợ muốn á. Đó là vô tâm á, hiểu không? Hoặc là mình làm gì mình không có để tâm đến cái chuyện là không biết mình làm gì vợ mình có buồn không ta? Rồi mình làm vậy rồi có ảnh hưởng gì tới con mình không ta? Ví dụ đó là vô tâm đó. Nên bây giờ con tập thói quen đi, bất kỳ con chuẩn bị con làm một cái điều gì đó, cái con nghĩ tới vợ con, cái con của con. Yeah. Chắc chắn mình đi nhậu với mấy ông nội này, ông nói nhậu tới 9 giờ. Hôm nay nhậu tới 9 giờ. Vậy là ngày hôm nay á là mình có cái gì hứa với vợ mình không ta? Vợ có phải phụ vợ mình làm gì không ta? Có phải hôm nay vợ mình nó có khỏe trong người không ta? Ví dụ vậy. Ví dụ tất cả những cái đó mà không vấn đề gì thì có thể mình đi bạn mình được. Nhưng mà trước đó mình phải có cái suy nghĩ đã. Rồi mình hỏi nếu vợ mình mệt trong người thôi ở nhà phụ vợ đi, ví dụ vậy đúng không con? Có ví dụ như con đeo là ông đi chơi với bạn, là ông kêu thôi bây giờ con tao đeo, tao ở nhà tao phụ vợ thì mấy cái đó cũng có đó. Thì cái đó là tập cái thôi, là mình không có vô tâm đó, con hiểu không? Còn vô tư thì lại rất là tốt nha. Con thấy ông vô tư quá, vừa vô tư vừa vô tâm nữa. Thôi bây giờ vậy nè, hôm bữa nói với cái vụ mà bắt gặp cái video clip đó, mặc dù nó đã lâu nhưng mà hôm nay tại do lên chương trình nó khơi lại đúng không, và sau đó là con đã xin lỗi vợ con chưa? Dạ có rồi. Có đúng không? Mà hôm nay nhân tiện là cũng do anh ha. Dạ. Cũng do chú chứ, do chú khơi lại cho nên chú cũng phải có một phần trách nhiệm với con. Nghe vô đây. Vô đây đi theo tôi, vô đây. Vô đây. Vô đây, ngồi đi nó, ngồi đi. Đó. Ở đâu rồi? Chiêu trò đó chắc là chú Bin là tìm chiêu trò gì đó. Chắc là đào tạo chồng con kiến thức. Coi như là học một khóa cấp tốc của con. Ở đây đó. Quá trời. Biết làm gì rồi đúng không? Dạ. Người ta nói mình vô tâm vô tư đó, thì mình phải làm như thế nào đi? Em cần ai không? Trời. Vậy thôi nè, có nói gì nữa không? Có chứ, con chưa nói mà. Chưa nói rồi nè, đó. Nhưng mà trước cái vụ đó thì anh cũng thấy rất là có lỗi với em. Thì cũng trước cái chương trình đây thì anh cũng muốn nói lại một lần nữa là anh xin lỗi em về chuyện đó rất là nhiều luôn. Và anh hứa với em là sẽ không có cái trường hợp nào xảy ra như thế nữa. Nghe em. Con thè nói thứ gì? Cho anh nha. Thè thứ thì ở tới bây giờ á, không thè thứ thì sợ ở tới bây giờ. Nó nghe nè, nên là thích một cành hoa, nhưng mà ổng nhẽ giờ lên chương trình mà anh bày ra cho lên, mà ổng nhẽ giờ chỉ lấy một cành hoa thì nó không kỳ. Bây giờ năm cái bông hoa, năm cành hoa, vậy em thấy sao nè? Nói chung là con không biết nói sao. Con thích không? Món quà này con thích không? Dạ con thích. Con xúc động không? Dạ. Con cảm thấy yêu chồng con nhiều hơn không? Dạ con yêu từ lúc mà mới quen cho tới bây giờ, một tình yêu vẫn vậy. Bất diệt luôn. Bất diệt luôn dạ. Nào đây, bây giờ con nghĩ vậy nè, cứ mỗi một ngày lễ nào mà con thấy là cần thiết á là con cứ làm theo lời vợ mong ước nha. Một bông hồng với lại một lời chúc. Là tuyệt vời. Ok không? Dạ. Tận đơn nhất lại được. Dạ. Và nhân đây thì anh cũng nói cái công việc YouTuber là rất là dễ, rất là thuận tiện cho con có được những chuyến đi, mà thậm chí những chuyến đi đó có thể là con không mất tiền luôn. Đúng không? Review luôn. Con sẽ kết hợp đó những cái địa điểm du lịch, và cái thứ hai nữa con sẽ kết hợp con giới thiệu ẩm thực văn hóa con người ở tại địa phương, thì tất cả những người dân địa phương sẽ rất là chào đón con nghe. Rồi và chú hy vọng là dắt vợ đi, dắt vợ sau chương trình này. Đúng rồi, nó đâu có thể nào đi một mình đúng được rồi. Đó, con dặn ông đấy nhiều hơn á, thấy không? Vợ quay cho chồng quay cho vợ cũng được, thấy không? Chúng ta kết hợp đó là một chuyến đi của cả gia đình và với thằng cu nữa, đúng chưa? Thiệt và chú mong là sau chương trình này các con hãy thực hiện cái chuyến đi đó như là con đã hứa với vợ con, là thực hiện một cái chuyến gọi là tuần trăng mật của vợ chồng mà chưa làm được thì bây giờ các con hãy làm đi. Nghe ok không? Cố gắng nha để mình tạo ra những cái chuyến đi du lịch để mà bù đắp lại cho vợ con. Đúng rồi, hay quá.
Rồi, cảm ơn hai đứa. Cảm ơn Lên với Nguyệt nghe. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại. Mời hai người nắm tay nhau vào bên trong chờ đợi.